Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa Jumbo, một cặp loa cây thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đan Mạch. Con này có model là Jumbo P290. Nó sử dụng một cấu hình như sau: hai con bát 20 màng carbon gân cao su, một con chung và một con tép đôm. Tất cả logo Jumbo của nó là gông kiềng là vẫn còn nguyên anh em nhé. Đôi loa này mình tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đôi loa này của nó là từ 140 và đến 200, mức chịu đòn của nó lên đến 200W anh em nhé. Nó chơi cái dòng nhạc G-Mix với laptop thì nó là sở trường của nó rồi, hòa tấu rồi là guitar là sở trường của nó. Nhưng mà để thể hiện nhạc vàng bolero thì sao? Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử một đoạn nhạc vàng bolero, xem cái tiết tấu của nó như thế nào. Mình vẫn test trực tiếp từ máy tính và mình đang kết hợp với nó là một con âm ni Mahjong Exotic BM-5. Đây là một con Mahjong rất hay, nó chơi được class A và class B. Anh em thích chơi class A hay class B cũng được, chỉ bằng một thao tác là ấn class A vào thì cái đèn đỏ class A nó nổi. Đây là mình đang đánh class B. Nó có chỉnh chép cho từng loa này, chỉnh bass cho từng loa này và volume này, rồi các cổng chọn nhạc vào. Con này là đánh 8 con sò xanh đen, một con nguồn đúc và hai con tụ, 8 con sò than. Công suất của nó 200W. Bây giờ anh em nghe thử một đoạn nhá, mình test trực tiếp từ cái dây máy tính vào âm đi thôi. Thể hiện cái ca khúc bolero của Tuấn Vũ xem như nào. Thấy nhau
Con ma răng Exotic BM-5 đẹp xuất sắc này giá mình đang bán 10 triệu nha. Đôi loa JBL TLX6, đôi loa JBL LX600 mình đang bán 8,8 triệu. Đôi loa Buxell Calix B2 4,5 triệu. Còn loa chuyển vọng rất đẹp. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.